Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Đào Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em trở lại với vườn mai của Úc Vân ở Trà Lách Bến Tre cô chú anh chị nha. Giao lưu hôm nay thì chị cũng có một số giống cúc Thọ Hương ha, cúc Tây Thi, siêu bông Sài Gòn, siêu bông Bình Lợi. Vườn của chị thì có khá là nhiều loại giống với cô chú anh chị. Cô chú mình là thích sưu tầm giống hay nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của vườn giúp em ha. Dạ em xin phép được vô clip luôn ạ. Chào chị, cho cô chú anh chị đang theo dõi kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Hôm nay em trở lại với clip có giao lưu một số mai lấy bo làm giống với một số mai về mình dưỡng chơi Tết ha cô chú. Cây em thì đã dư, số điện thoại giao lưu của em là 0939683358, cũng là số Zalo của em luôn ha. Vào đầu clip em giao lưu là một cây cúc Thọ Hương, mã số là 1A. Dạ cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị. Vơm tàn tròn đều, cứng tàn luôn ha. Không có bị lép bên nào. Cái này là em sửa tàn rồi, tên về giờ mình chỉ dưỡng cho Tết thôi hả cô chú. Vô dây gần hết rồi ha. Đồ kim ngon lành luôn á cô chú anh chị. Cây này mấy mùa rồi bà chủ? Cây này hả? Cây này hai mùa mấy? Hai mùa mấy nha cô chú anh chị. Mấy cái chọt ghép cá ngựa liền đầu luôn rồi nha. Chọt ghép là cỡ từ cái ngón trỏ ngón cái luôn á cô chú anh chị. Mà dạy xương bên trong thì nó rất là dày luôn á cô chú. Cái này đế sẫm hơn mà nó gom rồi đế ha. Lại em xưa ra luôn ạ. Hoành là 23. Hoành củ đế là 86. Đế sẫm lên gian tay. Chiều cao là 1m4. Tán ngang là 116, cây này em giao lưu với giá là 7 triệu. Dạ, 7 triệu nha quý cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị mình mua cái chậu men á, lên một cái nữa là ngon lành luôn á chứ nhỉ. Vàng xương thì cứng chi cành hết trơn ha. Mấy cái bo ghép kéo liền đậu luôn rồi đó cô chú. Giao lưu cũng là một cây cúc Thọ Hương ha. Dạ cái này như một cây thông luôn á mấy cô chú anh chị. Dáng trực tàn thông luôn ha. Cái này phơm cao nha mấy cô chú. Chiều cao cả chừng cả 2 mét ăn lên không bà chủ? Cây này 2 mét hơn á. Dạ. 2 mét mấy? Hả? Cây này cái phơm tàn đều không có bị lép bên nào luôn á cô chú anh chị. Rồi đang có nút nụ kim hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Cây này cũng hai mùa luôn hả bà chủ? Hai mùa mấy? Hai mùa mấy rồi, tết này là ba mùa luôn á cô chú anh chị. Như một cây thông luôn ha, cái chọt ghép à. Cỡ chỗ cái ăn lên luôn mà cô chú anh chị. Đang kéo nhựa nó muốn liền cái đầu mặt cắt luôn rồi nha. À, đế thì nơm mà nó gom rồi đế nha cô chú anh chị. Hoành là 31. Củ đế là 104. Đế nên chiều cao đế đi lên là 118 ha. Yeah. Cái này dách đế đều luôn, không có trống bên nào luôn nha cô chú. Tán ngang là 1m3. Chiều cao thì 2 mét mấy ha cô chú. Cây này em giao lưu với giá là 10 triệu. Cây này cô chú anh chị mình mua về Tết Noel treo đèn chơi luôn á cô chú anh chị. Bông cao luôn nha. Dạ 10 triệu cây mã số A2 nha cô chú anh chị. Giao lưu là một cây, cũng một cây cúc Thọ Hương luôn ha. Cây này cũng phơm cao luôn nha cô chú anh chị. Tàn thông phơm cao luôn ha. Hàng này
này chơi Tết là ok luôn á cô chú anh chị. Em thấy đã có vô nút nụ kim hết trơn luôn rồi ha. Mấy cái bo ghép này kéo liền đầu hết trơn rồi đó cô chú anh chị. Chọc ghép và rất là to luôn nha. Cả ngón cái cho em hết á cô chú anh chị. Cái da nó lên da me xù xì hết trơn luôn cô chú anh chị. Cái phôi rất là già luôn ha. Dạ rồi em xin số đo luôn nha. Dễ nó bấu bấu xuống thôi nha mấy cô chú. Hoành là 28. Chiều cao khoảng 1m6 mấy, 1m7 chú. Tán ngang 1m2. Cây cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 7 triệu. Dạ 7 triệu ha cô chú anh chị. Cây này thì tàn thông nhưng mà dáng nó hơi siêu nhẹ nha cô chú anh chị ha. À, cái phơm tàn thì đều không có bị lép bên nào luôn á cô chú. Ngày Tết chơi vi vu luôn cô chú anh chị. Chọc ghép thì đang kéo nhổ rất là mạnh luôn rồi ha. Hàng này cô chú anh chị mình trồng đất một cái là ngon dữ lắm luôn. Rồi cái đế này nó bỏ đều không có bị lép bên nào luôn cô chú anh chị. Không sần lên cho mẹ tên nha. À cây này mã số A3. 7 triệu hả bà chú? Đúng rồi. Trời. Đây lên. Lên nhà mẹ tới cái ghế luôn ha. À, rồi em gọi nó ha. Rồi tiếp theo là mã số 4A nha cô chú anh chị. Em giao lưu cũng là một cây cúc thở hương luôn hả cô chú? Dạ. Cây phơm cao tàn thông nha quý cô chú anh chị. Cái phơm tàn á, rất là đều, không có bị lép bên nào luôn cô chú anh chị nha. Hàng này quý cô chú mình là về bán Tết cũng ngon lành hả cô chú. Hoặc là mình chơi một cặp để trước cổng, trước sân nhà mình chơi Tết ok nha. Từ hai mùa mấy ăn lên hết hả bà chú? Ừ. Nó liền luôn. À, nước nụ kim này cũng đã có hết trơn luôn á cô chú anh chị. Này về mình có còn phải vô phân gì thêm không bà chú? Không, cái này em cũng thay rồi. Mình có cần phải kích nụ gì thêm không ha? Cũng cũng phải tưới tạo nụ thêm ha. Này nó mới có vài nụ. Mà cá kéo nhựa mạnh luôn rồi đó cô chú anh chị. Có dưới cái đường liền luôn rồi. Cái cây bo này đã kéo nhựa liền luôn rồi ha. Cốt cành nó lên nu nằm hết trơn á cô chú. Cây này là đế, nó gương củ đế luôn rồi. Rồi em xin số đo 3 vòng luôn bà chủ ơi. Hoành ở vị trí này là 27. Củ đế, à, củ đế này nó cũng lớn. Đo cái củ đế thôi. Củ đế là 62. Em đo khúc này ha, ở vị trí này nha, chứ không có đo hết. Chiều cao chắc tầm khoảng 1m9, 2m đó cô chú. Hoặc 2m hơn, 1m9, 2m. Tán ngang là 1m32. Cái cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 10 triệu. Dạ. 10 triệu nha mấy cô chú anh chị. Như một cây thông luôn á cô chú anh chị. Tàn thì cứng tàn hết trơn luôn ha. Bơ ghép thì nó liền luôn. À, em đổi cây luôn ha. Dạ tiếp theo là mã số A5 mới với cô chú anh chị. Cây này nhìn nó lục lực hơn nha với cô chú anh chị ha. Thớt thân khá là thấp luôn ạ. Cái tàn nó dày lắm cô chú anh chị. Hai cái chục điếp ở trên này là nó cỡ, trên đầu là nó cỡ bằng ngón chân cái của mình đó cô chú.
vô nút đầu kim hết rồi cô chú ơi. Cái này hình như nó xù thân hay gì bà chú ơi, cái lớp da nó sầm. Đúng rồi, sụp nó rồi. Hoành là 26. Dễ nó bú xuống không nghe cô chú anh chị. Em không có chui cái đâu. Củ đế là 100. Đây rồi, em quay cái này. Trọng dễ lực không mà cô chú anh chị. Cái này mình còn hai thác chạy xuống cái nữa được ha. Ngay cái thân nó lên xù xì hết trơn rồi cô chú anh chị. Chiều cao là 1m4. Tán ngang là 1m3. Cái cúc họ Hương này cũng giao lưu với giá là 11 triệu ha. Dạ 11 triệu cho quý cô chú anh chị, mã số A5. Hồi Tết nở bông một cái không thấy nhánh đâu luôn á mấy cô chú. Dạ rồi cô chú anh chị, mình thích sưu tầm những cây cúc họ Hương lớn hay già mùa thì mình liên hệ với số điện thoại bà chủ giúp em nha cô chú anh chị. Dạ em gọi tên ha. Có chụp hình không? Dạ rồi. Giao lưu là một cây cúc họ Hương ha. Số 6A nha cô chú anh chị, cúc họ Hương. Em này có cái thân có cái rộng lắm, nhìn rất là duyên luôn với cô chú anh chị, mà sát lớn luôn nha. Nguyên cái củ đế não luôn á cô chú anh chị. Hoành là 30. Củ đế 45. Chiều cao là 94. Tán ngang 94. Cái cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 1 triệu 3. Dạ, 1 triệu 300 ngàn. Cây này có rộng lắm ngon lành luôn á cô chú anh chị. Bo nó về nó lên nút lụa kim hết trơn luôn rồi nha. Nếu em rủ chồng đem nước qua uống, chồng có đem không? Dạ, số 7A. Em giao lưu là một cây cúc họ Hương ha. À, cây này cũng dán lông luôn cô chú anh chị, tàn này ấm tàn hết trơn luôn nha. Có cái cò lắc này rất là gắt luôn cô chú. Đây này, cái này nó hơi lũa vàng, nhưng cô chú cũng đang kéo vàng. Cây này em có lũa đế luôn nha. Hoành là 18. Chiều cao là 85. Tán ngang 79. Cái cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 1 triệu 2. Dạ, 1 triệu 200 ngàn. Cái chọc ghép là cỡ gần ngón út hết trơn rồi đó cô chú anh chị, vô nó nụ rất là nhiều luôn nha. Họ Hương ha. Số 8A nha cô chú anh chị, cũng là cúc họ Hương. Thân lắc lượng tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị. Rồi cái này về nụ nút rồi quá trời luôn cô chú. Cái này chọc ghép cỡ ngón út hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Dán lòng luôn ha. Đế là nó gom một củ ra cô chú anh chị. Hoành là 19. Củ đế là 46. Chiều cao là 95. Tán ngang là 88. Cái cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 1 triệu 8. Dài 1 triệu 800 ngàn ha cô chú anh chị nha. 9 không? Dài mã số 9. 9A. Cái này thì phong cao hơn xíu nha cô chú anh chị. Cây này là già mùa luôn cô chú, nút nụ nó cũng liền hết trơn ha. À, mấy cái chỗ kép là liền đậu hết trơn cô chú anh chị. Nút nụ kim là bao la luôn rồi ha. Nguyên một đội đế luôn.
Hoành là 16. Chiều cao là 123. Tán ngang là 105. Cái cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 1 triệu 3. Hôm cao hẹp gần 10. Số 10. Em giao lưu là một cây cúc thỏ Hương ha. Dạ, cũng dáng lông, ấm tàn ở trên của chú anh chị. Chào ghép à, để từ cái đứa cúc anh lên Úc của mình ha. Cái này nhiều rồi. Quỳnh là 18. Chiều cao là 86. Tán ngang là 71. Cây cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 1 triệu 4. Dạ. 1 triệu 400 ngàn. Có củ đó 13. Dạ. Hàng là số 11A. Giao lưu cũng là một cây cúc họ Hương ha. Dạ. Cái này là tàn thông như thân lắc của chú anh chị. Cũng là hàng về người hay trò ghép và cái nó chọn cái của mình nữa cho chú anh chị. Đá này có nở củ đá luôn rồi. Hoành là 17. Chiều cao là 115. Tán ngang là 79. Cái cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 1 triệu rưỡi. Mười hai. 12A. Em giao lưu là một cây cúc thọ Hương ha. Rồi cái này cũng hơi dáng lông luôn cô chú anh chị. À, có mấy cái nút nụ vậy cô chú anh chị mình tép mặt qua luôn ha. Nụ kim thì cũng lên khá là nhiều rồi đó cô chú anh chị. Thân dáng lông luôn nha. Này rồi. Hoành là 20. Chiều cao là 104. Tán ngang là 98. Cây cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 2 triệu 1. Này 2 triệu 100. Thân rắn lông. Quá trời nụ luôn nè. Yeah. 13. 13A. Em giao lưu là một cây cúc tây thi ha. Dạ, cúc tây thi. Cây này tầm trung dễ chơi nhé cô chú anh chị. Mình có không gian nhỏ này thì cũng cây này là ok ha. Cây cúc tây thi, bông tây thi là bông chùm 6-7 phân. Cũng thế nở luôn á cô chú anh chị. Hoành là 14. Chiều cao là 89. Tán ngang là 87. Cây cúc tây thi này em giao lưu với giá là 1 triệu 4. Dạ, 1 triệu 4. Cây này cũng già mùa lắm đó. Cây cúc tây thi trọt ghép rồi, còn cỏ tán ra nó kêu rồi ha. Rồi, em đỡ lên đi. 14A. 14A. Em giao lưu cũng là một cây cúc thọ Hương ha. Cây dạ. Này thân lắc lượng tới đọt luôn thôi chứ. Dạ mùa luôn của chú anh chị, nước nụ quá trời luôn nha. Cái chọc ghép này thì nó cỡ bằng bự hơn nó út của em luôn á cô chú. Dáng lông luôn à. Quá trời cái nồi đá luôn rồi nha cô chú anh chị. Rồi em xin lỗi luôn. Hoành 18. Củ đế 48. Chiều cao 97. Tán ngang 92. Cây cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 2 triệu 4. Dạ, 2 triệu 4 thôi nha. Tàn đều tính tàn hết rồi với cô chú anh chị. Mã số 15A. Cúc họ Hương dán lông luôn nha cô chú anh chị. Mấy cái đàn này là chọc ghép là bự hơn cả hơn ốc của em rồi đó nha. Hoành là 14. Nở củ đế là 29. Củ đế chứ lộn.
chiều cao là 95, 8.078. Cái cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 1.300.000. Vô lúc ngồi kia nó chơi tắt đi vô luôn rồi cô chú chị. 16 16A. Em giao lưu là một cây cúc thọ hương ha. Tàn đều kính tàn hết trơn rồi cô chú chị. Hoành là 16, củ đế là 35. Chiều cao là 116. Tán ngang là 97. Cái cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 1.600.000. Cái thân nó nu nằm hết trơn rồi cô chú anh chị. Hàng già mua mà cho ghép cỡ bằng ngón cái với em đi. Đây nè, con nhỏ luôn. 17 à. Em giao lưu là một cây cúc thọ hương ha. Cái này thì nhìn nó lùng lực hơn nha cô chú anh chị. Vàng xâm xê. Cái thân nó cũng có lỗ vàng chút nữa đang liền ha. Cái này thì em để lại. Thân nó hơi lỗ nên em cũng để giá hữu nghị cho cô chú mình chơi ha. Thân lộn lắc như dáng lông rồi đó cô chú anh chị, cũ để nở luôn nha. Rồi, em xin số đo luôn cho chú. Cái này thì thời gian về là nó liền lại hết cho chú. Hoành là 23. Chiều cao là 100. Ủa, 90, chiều cao là 99. Tháng ngàn 97, cây cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 1.600.000. Giao 1.600.000. Giao nước lại nhìn ngon lành luôn cho chú chị. Cây này mà xâm xê luôn. Dạ, dạ. Mười mấy rồi? 18A. Giờ 19 rồi hả? 18A. Em giao lưu là một cây cúc họ Hương ha. Cây này là nút nụ kim chi chít hết trơn luôn rồi cô chú. Này nụ kẹo nẹo luôn hả? Nút nụ kẹo nẹo mỏi mắt lá. Cái nụ kim nha cô chú anh chị, chọc ghép đeo cái người nó mới liền rồi nha. Thân lắc đế, củ đế luôn à. Trời ơi, cái đó. Hoành là 20, củ đế là 45, chiều cao là 100, 8.000 là 100. Cây cúc họ Hương này em giao lưu với giá là 2.300.000. Dạ, 2.300.000. Hàng già mùa nụ lúc nhìn phê luôn thưa chú anh chị ha. Đó rồi xin. Ngưng được 19 là 19 ha. À, để gây siêu bông. 19A em giao lưu là một cây cúc đại đó ha. Dạ, phơm cao tàn thông nha cô chú anh chị. Cái này cũng đã vô nước lụa hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Hàng già mùa liền trò kép hết trơn luôn rồi ha. Này đế cũng có nha cô chú anh chị. Hoành là 15. Chiều cao sau, ủa lộn, củ đế sau 3. Chiều cao 120. Tháng ngàn 93. Cây cúc đại đó này em giao lưu với giá là 1.500.000. Dạ, 1.500.000 đại đó phơm cao nha cô chú. Cây này mua về trồng đất cũng mau phát lắm nha. Mau liền kỳ ghi mấy cô chú được. Rồi, ghi lại đào A. Số 20A. Em giao lưu là một cây siêu bông Sài Gòn lá lớn hả cô chú. Cây này lùng lực thấp. Trời ơi, cây này về lấy mấy trăm bo luôn á. Nãy giờ mình lấy xong mà còn chơi Tết được luôn ha. À, em thấy nó có nút nụ kim luôn rồi đó cô chú anh chị. Cây này là về mình chơi Tết ok luôn.
nước rồi. To hết trơn. Cái chọc mép đó là hết rồi, cái đứa thú ăn lên út của mình ha. Mép dưới phôi mai dán nông luôn nha cô chú anh chị. Tàn kính tàn thân lắc mà đế củ đế não luôn à. Cây này là về mình chơi Tết là ok luôn ha. Siêu âm Sài Gòn lá lớn thì nó phát triển mạnh, em ghép này cũng mấy tháng rồi, hồi em ghép em mới quay cho cô chú coi ha. Hoành là 21. Hôm nay là nó dữ rồi đó. Củ đế là 45. Chiều cao là 94. Tán ngang là 102. Cây siêu bông Sài Gòn lá lớn này em giao lưu với giá là 6 triệu rưỡi. Dạ, 6 triệu 500 ngàn. Cái tàn cứng tàn luôn cô chú anh chị mà đang chuẩn bị phát triển thêm cây đợt mới nữa nha. Cái mặt cắt cát nhộ rất là mạnh luôn á cô chú anh chị. Nó sắp liền cái đầu luôn rồi nha. Rồi, mã số 21A. Em giao lưu cũng là một cây siêu bông Sài Gòn lá lớn luôn hả cô chú? Dạ. Cây này là phơm tàn đều kính tàn luôn rồi cô chú anh chị ha. Về mình lấy bo được liền luôn đó cô chú anh chị. Đã có nút nụ kim luôn nha. Cây này lên nụ kim nhiều lắm á cô chú anh chị. Cây này là Tết về chơi Tết là ok luôn. Mắt lá là hình như là cũng giống như là cũng mỗi mắt lá luôn á. Cái xương cành bên trong nó khá là dày nha cô chú anh chị nha. Đấy, cái thân nó nằm dài luôn. Dạ rồi, cây xương số 3 nha. Hoành là 23. Chiều cao là 112. Tán ngang là 85. Cây siêu bông Sài Gòn lá lớn này em giao lưu với giá là 7 triệu. Dạ 7 triệu nha mấy người chú anh chị. Cây này lấy được siêu bo luôn nha. Cái này về mình lấy bo xong mình vẫn có thể chơi Tết được. Hai hả? Dạ. 22A. Em giao lưu là một cây siêu bông Sài Gòn lá lớn luôn hả cô chú? Dạ. Cây này cũng là đều tàn mà có thân lắc quái lắm nha cô chú anh chị nha. Cái con ngay đây nó rất là gắt luôn á cô chú anh chị. Đế thì có củ đế nở luôn nha. Hoành là 23. Chiều cao 104. Tán ngang 85. Cây siêu bông Sài Gòn lá lớn này em giao lưu với giá là 6 triệu. 6 triệu nha cô chú anh chị. Cây này tàn cũng cứng tàn hết trơn rồi đó cô chú anh chị. Nụ nút vô quá trời luôn nha. Trời, em đỡ nha. Em giao lưu cũng là một cây siêu bông Sài Gòn lá lớn luôn ha. Cái này phơm cao tàn thông nha cô chú anh chị. Cái này dùm cũng lấy bo rất là ngầu luôn ha. Hoành là 23. Chiều cao là 1m39. Tán ngang là 97. Cái siêu bông Sài Gòn này em cũng giao lưu với giá là 5 triệu rưỡi ha. Dạ 5 triệu rưỡi phơm cao. Cái này phơm cao nhưng các anh chị mình lấy cũng được siêu bo luôn nha. Phơm trực lắc không nhé cô chú anh chị. Dạ rồi em gỡ cây luôn ạ. Em cũng giao lưu là một cây siêu bông Sài Gòn lá lớn luôn ha. Dạ, mã số 24A nha cô chú anh chị. Em này cũng thân lắc lượng màu phơm cao nha. Thân lắc đế, củ đế luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, rồi em xin số đo luôn ha. Hoành là 19. Củ đế là 47. Chiều cao là 115. Tán ngang là 99. Cây cúc họ Hương, ố lòng.
Cây siêu bông Sài Gòn lá lớn này em giao lưu với giá là 4 triệu rưỡi. Dạ, 4 triệu rưỡi. Cây này nút nụ kim bao la luôn á cô chú anh chị. Chọc ghép thì đang kén họ đó, bị lớn mạnh luôn ha. Rồi em nở cây luôn ạ. À. Mã số 25A nha cô chú anh chị. Cũng là cây khủng, cây VIP luôn ha. Cây này là siêu bông Sài Gòn lá lớn, cây phơm lớn luôn đó cô chú anh chị. Quá trời cái tàn luôn nha mấy cô chú anh chị. Cây này hiện tại thì em thấy nút nụ quá trời luôn ha. Trên đó có mấy cái búp xanh xanh đó, về là cô chú anh chị mình tép mặt bông được luôn ạ. Nè, quá chừng một nguyên giải luôn. Mỗi nách lá luôn. Cái này là về là mình có thể coi mặt bông được. Đây có nút này sắp ra bông. Cây này kìa, mặt cắt đang kéo nhựa rất là mạnh luôn á cô chú anh chị nha. Cây thơm lớn tàn em đi chậm xíu cho cô chú anh chị mình dễ xem được cảm nhận ha. Cây này nó chọc ghép là gì cũng cỡ bằng cái điếu thuốc ăn lên đó cô chú anh chị. Cái cơ ở đây rất là gắt luôn nha. Quanh là quanh là 40 ha. Dạ, cái túi máy cũ đế thì nó hơn nha. Chiều cao 1m55. Tán ngang 104. Cây siêu bông Sài Gòn lá lớn này em giao lưu với giá là 16 triệu ha. Dạ 16 triệu nha cô chú anh chị. Cây này mình lên cái chậu quay cái nữa là nhìn VIP luôn á cô chú, nhìn có toàn lực nha. Rồi mình về mình lấy bo là nguyên vườn luôn rồi đó cô chú anh chị. Nụ lắm nụ luôn cô chú, nụ kim ha. Cô chú anh chị mình thích sở hữu những cây lớn càng thì mình chọn cây này nha cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn lớn. Cây này đế cũng rất là lực nha, cái mình nó mạnh đúng không cô chú anh chị. Dạ, rồi. Cây này cũng là cây cuối clip của em ha. Cuối clip em xin chân thành cảm ơn cô chú đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú và những lúc chia sẻ tiếp theo luôn ạ.